bạn, hàng năm rất nhiều học sinh, sinh viên đến Mỹ du học để chuẩn bị hành trang nhập học tại các trường cao đẳng và đại học trên toàn nước Mỹ. Và một số khác đến để học tiếng Anh và trải nghiệm cuộc sống đầy màu sắc tại Mỹ. Và không ít người đã lựa chọn Mỹ là nơi nâng cao khả năng tiếng Anh. Bất kể lý do là gì, khi quyết định đến du học Mỹ để học tập và có được những trải nghiệm văn hóa thú vị, gặp gỡ những người bạn đến từ khắp nơi trên thế giới và tận hưởng một cuộc sống đầy niềm vui. Đối với những bạn học sinh hết lớp 9, lớp 10, lớp 11 tại Việt Nam muốn qua Mỹ du học thì trường St. Thomas Aquinas High School là một địa điểm khá để xem xét đó các bạn. Thì trung tâm đào tạo quốc tế của UTB, gọi tắt là ILC, thuộc trường St. Thomas Aquinas là lựa chọn học tập lý tưởng và chuyên nghiệp dành cho du học sinh. Trường đem đến môi trường học an toàn và chu đáo. Đi du học là một thử thách, nhưng là thử thách đáng giá nên có. Với ILC, bạn sẽ luôn được nhận sự giúp đỡ, hỗ trợ về mọi mặt như là học hành, ngoại ngữ và việc thích nghi văn hóa trong suốt thời gian học tập ở St. Thomas Aquinas. Nằm ngay trên dải đất dọc biển thuộc bang New Hampshire, trường trung học St. Thomas Aquinas là trường công giáo có chất lượng giảng dạy cao. Thì trường tạo điều kiện để các bạn sinh viên của mình học tốt và luôn có tinh thần phấn đấu cao. Trường sẽ giúp cho các em trưởng thành để trở thành những người tốt, sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng và có khả năng tác động gây ảnh hưởng tích cực đến xã hội, nghĩ và làm cho cộng đồng. Trong số nhiều nguyên tắc giáo dục của St. Thomas Aquinas là hai nguyên tắc được đặt lên hàng đầu. Từ việc học cách cho đi bản thân mình, học sinh của trường sẽ rèn luyện được những cái kỹ năng cần thiết để trở thành những người dẫn dắt, lãnh đạo cộng đồng nơi mình sinh sống cũng như tầm quốc tế. Học sinh St. Thomas Aquinas đại diện cho phần nổi trội nhất trong mô hình giáo dục, đào tạo của trường, đó là hướng đến kết quả học tập cao nhất, khả năng lãnh đạo dựa trên niềm tin và tinh thần say mê không ngừng học hỏi. Học sinh của trường tốt nghiệp với tất cả các kỹ năng, phẩm chất đạo đức cần thiết để thành công trong xã hội thế kỷ 21. Thì hãy cùng trải nghiệm hành trình này và trở thành thành viên của gia đình St. Thomas Aquinas các bạn nhé. Thì chương trình học ngôn ngữ dự bị được thiết kế theo sát với trình độ tiếng Anh hiện tại của học sinh và được bố trí tiến hành xuyên suốt trong mỗi ngày. Với chương trình này, du học sinh sẽ dễ dàng thích nghi với cuộc sống ở Mỹ, giao tiếp dễ dàng trong và cả bên ngoài lớp. Thì thứ nhất, đối với dự bị cấp độ 1, yêu cầu tiếng Anh đầu vào đó là IELTS 6.0-6.5, TOEFL ABT là 79-87. Cấp độ này gồm một lớp dành cho học sinh có khả năng tiếng Anh đạt mức khá. Và thứ hai là dự bị cấp độ 2, yêu cầu tiếng Anh đầu vào IELTS là 5.0-5.5, TOEFL ABT là 59-78. Cấp độ này gồm hai lớp dành cho học sinh có khả năng tiếng Anh ở mức trung bình. Và thứ ba là dự bị cấp độ 3, yêu cầu tiếng Anh đầu vào là IELTS 4.0-4.5, TOEFL ABT là 39-58. Cấp độ này gồm có 3 lớp dành cho học sinh có khả năng tiếng Anh ở mức độ thấp. Thì để chi tiết hơn về trường St. Thomas Aquinas, những cái chương trình tiếng Anh, các bạn có thể liên hệ ngay đại diện tuyển sinh của trường, công ty du học Tân Đại Dương, địa chỉ là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, và hai địa chỉ còn lại là tại quận 5 và Nha Trang. Chúng tôi không có văn phòng ở Hà Nội. Và sau đây chúng ta hãy lắng nghe video clip của một du học sinh vừa đậu visa Mỹ các bạn nhé. Xin chào các bạn đã đến với chương trình chia sẻ ước mơ du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Và trong chương trình hôm nay chúng ta hãy cùng bạn Kim Oanh đến từ Đồng Nai sẽ chia sẻ những cái lý do tại sao lại chọn Mỹ du học cũng như những cái kinh nghiệm bí quyết mà Kim Oanh đã có được visa trong ngày hôm nay. Thì xin chào Kim Oanh. Dạ, em chào chị. Thì Kim Oanh có thể là giới thiệu đôi nét về bản thân của em cho các bạn biết được hay không? Dạ, em tên là Trần Thị Kim Oanh, năm nay em 21 tuổi và em vừa đậu visa xin du học Mỹ xong. Em qua Mỹ thì em sẽ học trường Richland College tại bang Texas, bởi vì trường của em là trường rất là nhiều sinh viên quốc tế theo học và là trường có hệ thống giáo dục rất tốt ở Mỹ. Trường của em thì ngành điều dưỡng thì rất được chú trọng nên em đã chọn trường. Thì lý do tại sao lại Kim Oanh lại chọn Mỹ du học? Dạ, bởi vì Mỹ là có hệ thống giáo dục tốt nhất thế giới và bằng cấp của Mỹ rất có giá trị nên em đã chọn Mỹ để du học. Qua Mỹ thì em sẽ học ngành điều dưỡng bởi vì là ngành em rất yêu thích từ nhỏ. Ngành đó là mỗi lần là em chăm sóc cho những người thân xung quanh thì em cảm thấy rất hạnh phúc và em đã quyết tâm đi du học chọn ngành điều dưỡng. Em sẽ ở homestay, gia đình người bệnh sử. Thì ở gia đình người bệnh sử thì giúp em mau chóng cải thiện được trình độ tiếng Anh và dễ dàng trao đổi giao lưu văn hóa.
qua đâu mà em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương? Dạ, em có bạn bạn em du học ở bên Mỹ đậu visa và đây giới thiệu cho em nên em đã tìm đến công ty Tân Đại Dương. Em đã đến công ty và gặp chị Oanh. Chị Oanh thì rất là nhiệt tình để giúp em làm hồ sơ đi du học. Ngoài ra còn có anh Khôi, anh Bảo Anh thì rất nhiệt tình. Nên em đã cố gắng và đã đậu được visa. Tất cả các anh chị rất là nhiệt tình chỉ dạy cho em và chị Oanh. Em cảm ơn chị Oanh và anh Khôi và anh Bảo Anh để tư vấn cho em rất nhiệt tình. Thì bây giờ là Kim Oanh đã có visa Mỹ, thì em có thể là cho các bạn những cái lời khuyên thiết thực nhất mà em đã trải qua. Dạ là vô phòng lãnh sự quán là mình phải tự tin trả lời đúng sự thật và nhìn vào mắt họ. Quần áo thì mình nên chỉnh chu chút, rồi tóc tai thì có thể trang điểm một chút nhẹ nhàng luôn. Qua những cái chia sẻ thực tế của Kim Oanh thì một phần nào đó chúng ta cũng có thêm những cái kinh nghiệm cho bản thân để các bạn chuẩn bị đi phỏng vấn sẽ có visa giống như là Kim Oanh, tự tin hơn. Thì một lần nữa Tân Đại Dương xin cảm ơn Kim Oanh đã đến với chương trình chia sẻ những cái kinh nghiệm. Thì Tân Đại Dương xin chúc cho em qua Mỹ học tập thật là tốt. Dạ anh cảm ơn. Để biết thêm nhiều chia sẻ của các bạn đậu visa Mỹ thì các bạn có thể truy cập website tân đại dương.edu.vn.